Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, Cha Teja de Sardin đã nói: Người Kitô hữu cầu nguyện không phải là lề luật bắt buộc, cũng không phải là vì Chúa không biết chúng ta muốn điều gì. Cho nên kinh nguyện chính là tình yêu, và đó cũng chính là cách để diễn tả tình yêu. Nhiều lần trong phúc âm kể lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong quan địa khi Ngài khai mạc sứ vụ loan báo tin mừng cho muôn dân. Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi khi Ngài chuẩn bị chọn gọi các tông đồ. Chúa Giêsu cầu nguyện trong nhà tiệc ly. Chúa Giêsu cầu nguyện nơi vườn cây dầu trước khi Ngài đi vào cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, không ai biết Chúa Giêsu nói gì với Chúa Cha. Kể cả các tông đồ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện thâm tình với Chúa Cha bằng những giây phút sâu lắng. Tuy nhiên, các ngài cũng không biết được lời nói hay tâm hồn hay cõi lòng của Chúa Giêsu, thao thức của Chúa Giêsu, tâm tư của Chúa Giêsu nói với Chúa Cha, Cha của mình như thế nào. Cho nên có thể nói hay dám nói được rằng lời thỉnh cầu của các tông đồ hôm nay: Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện, xin Chúa chỉ bảo cho chúng con một lời kinh để cầu nguyện với Chúa Cha thật xứng đáng, thì Chúa Giêsu đã dạy lời kinh Lạy Cha cho các tông đồ. Lời kinh Lạy Cha thì người Công giáo nào chả thuộc. Có những người mẹ dạy cho con còn bé của mình lời kinh đầu tiên, đó chính là lời kinh Lạy Cha. Và rồi có một điều mà có thể chúng ta ít nghĩ tới, có thể gọi kinh Lạy Cha là lời kinh Chúa Giêsu dạy như là một cuộc cách mạng từ trong cách suy nghĩ của mình. Là bởi vì đã bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa thì xem chừng như chúng ta đặt chính mình là trung tâm, còn Chúa thì phải đi lòng vòng hay ở ngoài trung tâm. Xin Chúa cho con có được tiền vì con đang thiếu tiền. Xin Chúa thấu hiểu lòng con khi con đau khổ, con bị thất nghiệp, con thiếu thốn.
Xin Chúa, trong những ngày này gặp phải dịch bệnh, con chẳng làm ăn được gì hết, con chẳng đi đâu chơi được, con rất buồn. Xin Chúa hãy làm cho con vui, và xin Chúa hãy dẹp đi cơn dịch bệnh. Xét cho cùng thì đó cũng chính là những suy nghĩ, những ước muốn cho chúng ta. Và rồi khi cầu nguyện như vậy, hay khi ao ước như vậy đó, thì có phải chăng chính là lúc mà chúng ta bắt Chúa phải là người phục vụ cho chúng ta, để cung cấp nhu cầu và khao khát của chúng ta hay không? Cho nên lời kinh Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta ngày hôm nay có thể nói là một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng từ trong cách nghĩ suy và làm cho chúng ta phải thay đổi. Bởi vì đặt Chúa làm trung tâm hơn là để chúng ta làm trung tâm. Xin cho nước Cha trị đến, đi tìm thánh lý Thiên Chúa và tôn vinh danh thánh Ngài, cũng như phục vụ vương quốc của Ngài. Đó mới là điều phải lẽ. Chứ chúng ta không xin Chúa là Chúa cho con ngày hôm nay có đủ của ăn thức uống, hay những nhu cầu cần thiết để chúng con được khỏe mạnh, để chúng con được an vui theo như sở thích ước muốn của chúng con. Vì vậy, thực sự lời kinh lạy Cha Chúa Giêsu dạy ngày hôm nay rất sâu sắc, và cũng là một cuộc cách mạng để chúng ta ý thức trong đời sống cầu nguyện hàng ngày của chúng ta. Kính thưa ông bà anh chị em, Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm đã kể rằng khi còn ở Tổng giáo phận Sài Gòn thì Ngài đã nhận một chiếc cặp của một nữ tu từ bên Roma mang về, và được biết chiếc cặp này chính là chiếc cặp mà ngày trước người tôi tớ Thiên Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng xách nó để đi giảng dạy. Trong chiếc cặp đó có nhiều tài liệu mà xem chừng như lúc đó tòa thánh bắt đầu muốn mở án phong thánh cho vị Hồng Y đáng kính người Việt Nam của chúng ta. Thế là Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm mở trong chiếc cặp đó thì mới thấy được một bài giảng được đánh máy của Đức Hồng Y đáng kính. Khi mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm đọc những dòng chữ mà Đức Hồng Y Francisco Xavier đã dọn để chia sẻ trong một tu viện một hôm nào đó, thì trong những lời chia sẻ của Đức Hồng Y Francisco Xavier có những tâm tình rất đẹp mà xin được phép kể lại với ông bà anh chị em. Những ngày tháng ở trong ngục tù rất đau khổ, Ngài đã từng cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, con còn trẻ, con còn khỏe, con đủ khả năng để phục vụ hội thánh Chúa. Bao nhiêu giáo dân đang chờ con. Thế nhưng tại sao Chúa lại để cho con ở chỗ này? Chúa lại nhốt con ở trong ngục tù. Và tâm hồn của Ngài khắc khoải từng ngày từng ngày. Ngài rất đau khổ bởi vì lòng nhiệt thành của người sứ giả, của người mục tử nhân lành tài năng, vẫn thôi thúc, vẫn nung nấu, vẫn cháy bỏng ở trong trái tim phục vụ của Ngài. Thế nhưng sau đó Chúa đã cho Ngài đi tìm được một điều kỳ diệu, đó là một suy nghĩ khác mà chính Đức Hồng Y đã chia sẻ rằng Ngài suy nghĩ: tại sao Thiên Chúa lại trao thánh giá cho mình
giống như thánh giá của Chúa đã từng vác lên đồi Canvê. Và trong những ngày đó, Đức Hồng Y đã ý thức rằng Chúa đã chọn con và con cũng đã đáp lại. Và chính con đã chọn Chúa, chứ con không chọn công việc của Chúa. Cho nên một khi mà chọn chính Chúa rồi thì dù có ở đâu thì con cũng làm được công việc của Chúa. Và từ đó Ngài đã biến ngục tù thành ngôi thánh đường. Ngài đã biến ngục tù thành họa đạo, thành giáo xứ của Ngài và giáo phận của Ngài. Và những anh em đồng lao cộng khổ đang bị giam cầm, cũng như những người cai ngục, họ chính là những người giáo dân của Đức Cha, của Đức Hồng Y. Cho nên Ngài không buồn, và Ngài biến nơi chốn đau khổ thành niềm vui thật sự. Đó có phải là một cuộc cách mạng thật sự trong đời sống cầu nguyện của Đức Hồng Y đáng kính người Việt Nam của chúng ta được ngưỡng mộ hay không? Thật vậy, lời kinh lạy Cha như là một cuộc cách mạng để giúp cho chúng ta đặt Chúa làm trung tâm ở trong cuộc đời của mình, và để cho chúng ta ý thức được rằng mỗi ngày trong đời sống của mình là mình đi tìm thánh ý Thiên Chúa, tôn vinh thánh danh Ngài và phục vụ vương quốc của Thiên Chúa tại trần gian này. Xin Chúa dạy cho mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng khi cất lên lời kinh lạy Cha, hay khi chúng ta muốn tâm sự với Chúa bằng lời kinh lạy Cha, thì chúng ta kính múc được biết bao ơn thánh của Ngài qua lời kinh này.